Em mời thấy ma. Thấy ma? Bây giờ tôi mới biết cô sợ ma đó chứ. Chẳng những em sợ ma, mà em còn sợ nhiều thứ lắm. Như là gián, thằng lằn, chuột rồi vậy đó. Cô mỉa mai tôi đó hả? Em nói thiệt đó. Nhiều lúc em cố ra vẻ là mình mạnh mẽ lắm, chứ em sợ lắm. Mơ thấy ma thì mắc mớ gì phải khóc. Em thấy ma bắt anh đi. Đúng rồi. Cho nên cô khóc vì sung sướng phải không? Sao anh hiểu hết lòng em vậy? Khoan đã. Anh không cần phải dặn dèo em như vậy đâu. Ai cũng cần phải có những phút riêng tư hết á. Đã là vợ chồng thì không có gì riêng tư hết. Tôi phải kiểm soát mọi thứ. Vậy thì anh đi thẳng vô giấc mơ của em luôn đi. Cô... Hai người tâm sự với nhau nhiều chưa? Tâm sự với ai? Thì cái thằng cha già rồi còn chơi trống bổi đó. Tôi thấy cái mặt thằng cha này quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu rồi đó. Dĩ nhiên là anh gặp rồi. Tại vì anh là hàng xóm của mình mà. Không phải. Tôi để ý từ lúc mà gặp thằng trẻ đó, thái độ của cô lạ lắm. Anh à, anh tên Nghi, chứ đó không phải là tính tình. Em có nhiều chuyện phải làm. Chắc chắn là cô có vấn đề. Huy. Gì nhóc? Nhỏ nhỏ thôi. Ba má đang cãi nhau. Cãi nhau? Không thể nào. Nghe lén hả? Đứa là bác sĩ, một đứa là cô giáo. Thôi nghe lén à. Ba dạy tụi con sao? Dạ đâu có đâu. Con vô con hỏi má cần phụ gì không? Má sáng nay ăn cái gì vậy? Dạ con muốn kiếm ba có chuyện. Có chuyện sao không vô phòng mà đứng lấp ló ngoài làm cái gì? Dạ con định vô mà thấy ba với má đang. Được rồi, chào ba chút. Dạ. Ba. Cái gì con? Con muốn chuyển phòng mạch tư vấn giải phẫu thẩm mỹ của con về nhà mình. Không có được. Ba không thích mà phụ nữ không đàng hoàng ra vô trong nhà này. Mẹ con với con Thư ở sao không hư? Thế nào là phụ nữ không đàng hoàng? Họ làm đẹp á để họ tự tin hơn. Nói bậy. Chỉ có nhân cách và trí thức mới là đem lại sự tự tin thôi. Vậy lúc trước á, ba cưới mẹ là vì nhan sắc hay là vì trí tuệ? Tất nhiên là vì trí tuệ. Vậy sao bao nhiêu năm nay á, ba luôn luôn trách móc mẹ là không hiểu biết gì, đầu óc không vượt khỏi bốn bức tường? Con cãi lý với ba đó hả? Không phải là con cãi lý với ba, nhưng mà con muốn ba hiểu á, làm đẹp thì ai cũng cần. Có câu á, đàn ông yêu bằng mắt. Họ làm đẹp cũng chỉ vì đàn ông của mình. Con mở phòng mạch á là để muốn giúp mọi người ba. Giúp cái gì? À, không phải là con vì tiền hay sao? Đúng, nhưng chỉ là một lẽ. Có nhiều người á, họ nhận thức thẩm mỹ rất là yếu kém. Họ muốn chỉnh sửa những thứ á mà sẽ làm cho họ xấu hơn. Vì vậy mình cần phải tư vấn để cho họ hiểu vấn đề. Tiền á thì con cần, nhưng không phải là kiếm đủ mọi cách. Đang làm phòng mạch tốt, tự nhiên dọn về nhà làm cái gì? Ồn ào phiền phức. Con biết là ba cần yên tĩnh mà. Bà, con biết ba cần yên tĩnh. Nhưng con dám cam đoan với ba là con sẽ không hề làm phiền đến ba. Con sẽ hẹn bệnh nhân á là ngoài giờ làm việc, chỉ những lúc con ở nhà mà thôi.
Nhưng mà bà biết không, thuê phòng mạch ở ngoài á, một tháng cả ngàn đô, con thấy như vậy quá uổng phí. Nếu như ba cho con chuyển về nhà thì 1.000 đô đó ba hưởng hết, vậy là quá là ít. Ba không phải là người tham tiền, nhưng con không muốn người ngoài hưởng lợi. Cũng được, nhưng mà chắc á là không đừng phiền tới ba cái chưa. Yes sir, vài hôm nữa là con chuyển về nhà luôn. Cái gì lẹ vậy? Con đã cắt hợp đồng với chủ nhà. Sao con biết ba đồng ý mà là cắt hợp đồng? Vì con biết chắc là ba thương con mà. Vậy làm con mừng hụt. Con nhỏ này. Con đang tưởng tượng má vì chữ hiếu mà lấy ba. Ngày du quy mưa rơi tầm tã, chàng đứng lặng. Cái con này, con đúng là giàu óc tưởng tượng. Sau bao nhiêu năm má và người đó gặp lại, tình yêu bùng phát. Má đang phân vân giữa hai lựa chọn: ở lại với người chồng gia trưởng hay là đi theo người tình năm xưa để trọn vẹn câu hẹn ước. Trời ơi, Thư à, con á coi ba cái phim tình yêu lãng mạn cho nhiều vô rồi tẩu quả nhập ma đó. Nếu sự thật như vậy thì lãng mạn lắm luôn á má. Nếu mà sự thật là như vậy á thì con khuyên má nên chọn ai đây? Tất nhiên là người tình. Tại sao lại nói như vậy? Thì ba làm khổ má bao nhiêu năm rồi, bây giờ má phải làm khổ ba lại đi chứ. Má, má phải làm sao mà cho ba ghen điên cuồng lên. Má phải làm như vậy. Nè, con yêu chưa? Yêu. Ừ. Con sợ lấy phải người như ba lắm. Má hỏi thật đó. Ba nói á, 10 thằng đàn ông hết 9 thằng là sở khanh rồi. Con đừng có nghe ba nói bậy bạ. Đàn ông khi họ yêu con thật lòng thì họ có thể làm bất cứ điều gì. Má tin tưởng đàn ông như vậy sao? Tất nhiên. Con đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu. Con nè, cứ mạnh dạn yêu đi. Phải biết bảo vệ tình yêu của mình á. Má yêu ba không? Ủa, mà ba con với thằng Tiến nói gì trên đó mà tới giờ chưa xuống ăn sáng nữa. Anh Tiến đang bàn với ba về việc chuyển phòng mạch về nhà đó má. Đời nào ba con chịu. Sao vậy? Thì con biết tính ba rồi. Ông coi cái nhà của ổng như Dương Quốc vậy đó. Mà ổng đâu có thích người lạ xâm nhập vô nhà của ổng đâu. Nhưng anh Tiến nói là nhất định ba sẽ đồng ý. Tại sao? Anh nói á, nếu chuyện gì mà có lợi cho ba mà ba không bị mất mát gì thì ba sẽ đồng ý ngay. Mà má nè. Gì? Má chưa trả lời câu hỏi của con. Thôi, tôi đi rửa chén. Bay trên tầng tháp cổ, hai tay em mây
Trời ơi, nãy giờ đứng yên con chỗ nhìn mình hoài à. Vậy là ngày mai phải trang điểm kỹ hơn. Cẩn thận nha. Cẩn thận gì? Cái này nó thuộc về vấn đề xương khớp. Mình lớn tuổi rồi mà cứ đứng dẹo qua dẹo lại, nó sái cột sống một cái, nó cụp xương sống là hối hận chết luôn á. Thôi kệ tôi cũng cần ông lo ha. Qua đây làm chi? Trời ơi, kêu người ta qua đây sửa cái mái nhà, tự nhiên hỏi câu đó thấy tôi đi về à? Thì về đi, bỏ cho nó cái số tôi xuất khổ. Nhà không có đàn ông, mỗi lần cần nhờ ai chuyện gì cái hả phải bị người ta nói nặng nói nhẹ. Thôi được rồi, để đó đi, chút tôi tự leo lên tôi tự sửa. Thôi thôi, cảm ơn. Dặn dẹo hồi sáng giờ xương cốt nó bủng rủng hết trơn rồi. Để cô leo lên lỡ có bề gì đó tội nghiệp cho con bé Ngọc. Tôi thương là thương con bé Ngọc thôi, chứ cô không có nghĩa lý gì trong cuộc đời của tôi hết á. Nói thiệt cô biết đó. Cô đừng có làm cái kiểu đó, tôi bực mình á. Chìa khóa đâu? Tôi chìa khóa đây. Làm riết rồi coi không có được chút nào hết trơn. À, trước sau cũng làm đặt khỉ tôi hả? Chánh hả? Làm giá hả? Ủa? Em chị Hảo á, đúng là gái một con trong mòn con mắt. Nhưng mà anh cũng đâu có cần nhìn chằm chằm như vậy. Nói cái gì vậy Mimi? Em nói chị Hảo, anh suy nghĩ gì mà thường người ra vậy? Thôi, em đừng có nói lung tung nữa. Nói cái gì vậy? Anh quên nữa, anh phải lấy quà tặng cho cô Hảo. Không lẽ không thích bà thiệt? Trời ơi, bà viết thì ghét không? Đại hạ giá bộ mỹ phẩm chỉ giới 3 triệu đồng. 3 triệu đồng mà dùng cái từ chỉ giới. Bộ trộn vàng chống sao mắt dữ trời. Ồ, cái mặt của mình mà tưởng tượng được sức cái mỹ phẩm mắc tiền này, đẹp dữ lắm mà nha. Chào cô. Ủa anh Tân. Cô định mua mỹ phẩm để xài hả cô? Trời ơi, đâu có. Đọc chơi thôi anh ơi, mắt thấy mòn sao mà mua nổi. Mắt còn hơn vàng nữa. Bao nhiêu mà mắt cô? Dạ 3 triệu một bộ. 3 triệu mà mắt cái gì? Trời ơi, tại anh giàu anh nói vậy chứ. Anh biết hả, nguyên cả cái quán cà phê của tôi bán tiền lời một tháng mới bằng nửa số đó thôi á. Tội nghiệp cô quá. Vậy cô, sao cô sống nổi vậy cô? Tôi vẫn sống nè. Anh uống cà phê hả? Không, tôi qua đây để tặng quà cho cô. Tặng quà cho tôi hả? Cái gì vậy? Dầu thơm. Dầu thơm? Ừ, bữa của nó cô thích á. Ủa, nó chơi là làm thiệt hả? Cuộc đời tôi chỉ có phụ nữ tới cưới tôi thôi, chứ tôi chưa bao giờ tới cưới với phụ nữ. Cô thử coi cô thích không? Nếu không được tôi đổi mùi khác. Gì vậy? Không cần đâu, tôi thích lắm, mùi nào cũng thích hết trơn á. Trời ơi, thơm quá à. Trời ơi, cảm ơn anh nha, thơm quá à. Tôi tặng món quà nhỏ như vậy mà cô cười tươi như vậy. Để mai mốt tôi thường xuyên tặng quà cho cô, để tôi thấy được nụ cười của cô nha. Cũng may là tôi đã rụng rúng rồi, chứ không thôi nghe cái câu nói mùi mẫn lại rụng thêm lần nữa, thấy ớn. Tôi mời anh ly cà phê sữa đá nha. Tôi không uống đâu, cảm ơn cô. Cuộc đời thật là bất công, cho có chút xíu quà mà mời mọc tùm lum hết. Trong khi người ta bỏ sức lao động ra, ta leo lên nóc nhà người ta lọp cả ngày trời, không ai đếm xỉa tới.
Sao, có cần tôi phải hiến thân đền đáp không? Trời, có chuyện đó là tôi không có từ chối nha. Ừ, chờ vài tiếng nữa đi. Thiệt hả? Nói chơi mà làm thiệt hả? Vài tiếng nữa về ngủ rồi nằm mơ đó cho nội. Hai người vui tính quá. Sao, giờ uống cà phê cacao sữa hột gà không? Ừ, vậy đi. Ừ. À cô ơi. Dạ. À, cô có số điện thoại của nhà ông Nghi không cô? Gì vậy? À, tại vì tôi nghe nói là ông Nghi có người con làm bác sĩ. Tôi tính có chuyện gì thì nhờ ông bác. À, tại vì vợ tôi bệnh tim đó mà, tôi tính nhờ bác sĩ. 3-62-62-0069. Dạ, cô chờ. 3-62-62-0069. Đưa ngực ra hoài bây vậy, bệnh yếu là phải. Dạ. Dạ, không có gì. Cảm ơn cô. Dạ. Tôi đi. Cảm ơn anh. Tôi đi ra cậu. Cậu ơi. Biết rồi. Đàn ông phải bình tĩnh là cậu ơi. Cảm ơn anh nha, thơm quá trời luôn á. Định chừng nào làm nước cho tôi đây? Từ. Không thấy tôi bắt tiếp khách hả? Muốn nhanh không? Muốn. Nhanh vô nước phun tên. Thơm quá, thơm quá. Ôi rình. Làm cái gì mà cười lớn tiếng vậy? Con gái mà ngồi ngã nghiêng ngã ngửa không có đàng hoàng chút nào. Hừ. Vậy con bao nhiêu lần rồi? Dạ con không nhớ. Hèn gì lúc nào cũng tái phạm. Con gái nói năng phải nhỏ nhẹ, cười cũng phải nhỏ nhẹ, cười phải lấy tay che miệng. Hành như lưu thủy, tỏa như đỉnh thạch. Có đó nghĩa là gì? Dạ, đi như nước chảy, ngồi vững như đá tảng. Ừ, biết vậy. Tại sao vẫn còn như vậy? Ừ. Con bị đau lưng. Đau lưng? Mới 20 mấy tuổi mà đau lưng. Bà 60 tuổi rồi nè, vẫn còn khỏe mạnh. Biết tại sao không? Dạ biết. Tinh thần lành mạnh thì thân thể tráng kiện. Đúng, không được suy nghĩ bậy bạ. Làm việc gì cũng phải đường đường chính chính. Nhất là đừng có nghe lén như hôm trước. Dạ con nghe máy đây. Alo. Dạ. Má ơi, có bác nội tìm má nè. Cúp máy đi, má nghe trong phòng. Dạ. Alo. Ba, làm việc gì? Cô phải đường đường chính chính. Ba nghe lén hả? Gọi điện thoại cho người bạn. Má đang nghe ở trỏng mà. Gọi rồi mới biết. Con quay ra đây làm gì vậy? Con lấy tờ báo. Lấy đi. Nó là đồng minh của má nó. Con kiếm gì vậy Tiết? À, má, con kiếm cà phê. Còn má? Hết cà phê rồi, má chưa kịp mua. Con muốn uống hả? Dạ, hết thì thôi. Để má đi mua cho. Thôi, uống trà đậm cũng được. Ừ, cần xem một số tài liệu. Mà buồn ngủ quá. Ở ngoài đầu đường có tiệm tạp hóa. Con cứ vô làm việc đi, má pha xong rồi đem vô cho. Giờ này đã khuya. Mà an ninh ở đây á, lúc này không có tốt lắm. Mới có 9 giờ tối à. Má thay đồ xong, đi mua rồi pha cho con. Trời đất ơi, làm gì lén lút đi theo em vậy? Không phải, hồi nãy anh có kêu em mà tại em không nghe, anh mới đi theo em. Làm em hết hồn.
Có chuyện gì không? Nhã ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Thôi, có chuyện gì thì anh gọi điện nói chuyện đi. Chứ nếu kéo nói chuyện ngoài đường, người ta dị nghị dữ lắm. Thôi, em đi nha. Anh. Tối rồi còn đi đâu? Chưa có trả lời thì không được ngủ đâu. Mà nằm mơ thấy cái gì? Anh muốn biết sự thật không? Muốn. Em mơ thấy người yêu cũ. Ngày em đi lấy chồng, anh khóc như mưa. Tại sao lại mơ như vậy? Tại em mới gặp lại ảnh. Là ai? Là anh Tân, hàng xóm của mình á. Ảnh là ân nhân cứu mạng của em. Sau đó em với ảnh yêu nhau. Cô nói dối. Tin hay không thì tùy anh. Nếu cô cố tình giấu á thì thôi, tôi không hỏi nữa. Vậy đi ngủ được rồi chưa? Muốn chọc tức tôi cho điên lên chứ gì? Tôi không có tầm thường như vậy đâu. Con chào chú. Ủa cô, xe đi tốt không con? Dạ tốt lắm chú. Con cảm ơn chú nhiều nha. Chú không lấy tiền thiệt ngại quá đi. Ngại gì, hàng xóm không à. Chỉnh có chút xíu mà tiền bạc gì. Tôi dặn cô nè, mai mốt xe có gì đó cô cứ mang qua đây tôi sửa cho. Đừng có ngại cái gì hết á. Không biết dắt đi tầm bậy tầm bạ, nó tháo ra banh chành rồi nó vẽ tùm lum trả tiền chết luôn á. Dạ con biết rồi. À mà con có cái này tặng cho chú nè. Cái gì? Đây là hai cái vé xem kịch. Chủ đề là về tình yêu, lãng mạn lắm đó chú. Chú mời ai đi xem cùng đi nha. Ủa, tôi biết mời ai bây giờ? Thì mời ai để chú biết mà. Thôi con đi đây. Hả? À mà chú, con đi nha. Cô giáo thiệt, biết rõ ruột gan của mình hết trơn á. Hai vé xem kịch. Nhớ chứ sao không? Ừ, hôm nay em rảnh. Ừ, về hẹn ở chỗ cũ nha. Ừ. Ừ, anh ơi, có người bạn hẹn em đi cà phê. Đâu có gì đâu em. Em khỏi cần giải thích. Cái quan điểm của anh là tuy là vợ chồng nhưng mà mỗi người có quyền tự do giao tiếp. Em thật là hạnh phúc khi có được người chồng như anh á. Mẹ than không có tiền sao mẹ mua nhiều đồ mới quá vậy mẹ? Mẹ đâu mua đồ mới đâu con. Đồ này là bác Nhã tặng cho mẹ đó. Nè thấy không, đồ cũ mà mới tinh nè thấy con ha. Dạ. Bác Nhã tốt bụng mi như cái nhân vật trong sách. Còn ông chồng á hả? Trời ơi, yêu như là hả? Phù thủy và mên vậy đó. Mẹ cũng biết nữa hả? Mẹ cũng biết chuyện đó nữa hả? Biết chứ. Hồi lúc mẹ còn nhỏ bằng con, mẹ cũng đọc truyện tranh chứ bộ. Con thấy
mẹ với cô Mimi á, ai đẹp hơn ai? Mẹ đẹp hơn mà mẹ quan tâm chị Sáu đẹp làm gì vậy mẹ? Sao không quan tâm? Đẹp á hả? Là con gặp đủ thứ chuyện may mắn trên cuộc đời này luôn á. Sách nói vẻ đẹp tâm hồn đáng quý hơn là vẻ đẹp bên ngoài. Sách nào mà nói dốc dữ vậy? Sách cô giáo Thư đưa là không có sẹo đâu mẹ ơi. Chào hai mẹ con, ăn cơm chưa? Ăn chưa hỏi anh chị? Ăn ké hả? Dạ, nhà con ăn rồi, bác Hùng ngồi chơi. Cảm ơn con. Trời, bé ngoan dễ sợ luôn á. Không hiểu làm sao con người cô vậy mà có đứa con nó duyên dáng, nó nết na dịu dàng như vậy. Con tôi được vậy là nhờ công sức của tôi dạy dỗ đó. Mà cô cũng hài ghê á. Làm gì hài? Gặp bất kỳ người đàn ông nào cô cũng dẹo hết trơn, ngoại trừ tôi. Dẹo là gì hả bác? Dẹo? Nè. Con nít của nó bậy nha. Nhớ rồi. Qua đây làm chi? Qua đây kiếm chuyện hả? Tôi qua đây để hẹn hò với cô. Tôi nghe ông nói tôi làm mệt quá cho nổi. Tôi có hai vé xem kịch chiều mai, nói về chuyện tình yêu lãng mạn lắm. Đi nha. Con nghĩ tôi đi không? Qua hẹn hò với người ta, qua gây trước. Mà hẹn sao? Tôi đi với ông mà sĩ diện tôi để đâu? Tôi với cô gặp nhau gây gỗ là chuyện bình thường rồi. Mà nhưng có bao giờ tôi bỏ cô được đâu, hiểu không? Đúng đó mẹ, giống như mẹ gây với bác nhưng mẹ đâu có ghét bác đâu. Sao con biết? Thôi mà, đi với tôi cho vui nha. Lâu lắm rồi mẹ đâu có đi chơi đâu, mẹ đi coi về về kể con nghe. Ê, đi giọng chán lắm, mất thời giờ của mẹ. Không dám chán đâu, không tin hỏi bé Ngọc coi. Lần nào bé Ngọc đi với tôi về cũng cười đau bụng hết trơn á. Bé Hùng nói chuyện vui lắm đó. Hảo cứ thử một lần xem rồi sẽ thích ngay đấy mà. Sợ không à? Đi đi, cái này chẳng qua là tôi nể con tôi ấy nha. Hảo cứ thử một lần xem rồi sẽ thích ngay đó mà. Đi không đi? Đi không đi? Không đi. Đi không đi? Ngạc nhiên thì chứ. Sao ngạc nhiên con? Thì con chưa bao giờ thấy má ngồi không hết. Vậy mà ba lại làm má buồn nữa hả? Đâu có đâu. Con nghe ba tôi cô là con biết ngay có chuyện mà. Con không có người yêu hay sao mà đi dạy về là chạy về nhà với má vậy? Về với má thì an toàn hơn. Tại con nghe mấy đứa bạn con nói á, con trai bây giờ mà hẹn hò con gái mới 3 điều 4 chuyện là đời hôn rồi. Nếu yêu nhau thật sự thì đó là nhu cầu bình thường, đâu có sao đâu. Vậy hả má? Ừ. Vậy má đã có cảm giác đó chưa? Đi vô đi. Thẫn thờ như vậy chắc chắn là có nhân tình. Nhưng nhân tình là ai? Từ đó giờ bà có đi đâu đâu? Từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà, đám tiệc nào cũng có mình đi theo chung. Làm sao mà có cơ hội tiếp xúc với đàn ông chứ? Không lẽ...
đi đâu vậy? Hôm nay thứ tư, anh đi uống trà với bạn. À ha, em quên mất. Chuyện gì cũng quên. Anh đi đi, dạo này hay kẹt xe lắm đó. Rồi, anh đi nha. Dạ. Em à. Dạ. Trưa nay anh muốn ăn cá kho tiêu với rau muống luộc. Dạ được rồi, anh lái em chợ mua. Lông mày có mấy cộng mà cứ ngồi nhổ hoài. Có ngày nó trụi lũi bây giờ. Ông nói chuyện đàng hoàng tôi chút xíu được không? Tôi cảm ơn. Cho ly phê đá uống coi. Ơ khoan. Gì nhớ đó? Rửa tay sạch sẽ rồi pha cà phê cho tôi nha. Lỡ mà rớt một cọng lông mày vô trọng đó, tôi chết điếng lòng tôi liền á. Nói không hiểu gì chứ. Rảnh rang rồi người ta đọc thơ văn rồi cứ lo coi phim Hàn Quốc không à, không có biết thơ văn là cái gì hết á. Coi tôi làm thơ nè. Ước gì anh cưới được nàng, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Có rửa thì rửa chân tay, đừng rửa lông mày chết cá ao anh. Hiểu không? Ở đây không có cái ao, chỉ có cái ly cà phê thôi. Cô mà lỡ làm rớt cọng lông gì? Lông mày cô vô trọng tôi uống ra nó dướng ở đây hồi lao liền á. Mệt. Sửa xe qua đây là văn là thơ. Thiệt nó không tin hả? Bạn tôi nó bị dướng ba cộng ở đây nè. Mà vô không vô ra không ra nó cứ ho riết thành ho lao nó chết luôn á. Ba sợ sao? Ba sợ quá. Thiệt. Tôi nói thiệt mà. Ủa gớm không ơi. Thiệt. Thấy gì không? Gì? Thấy gì chưa? Gì? Nè. Sao? Thấy không? Bàn tay mất hết ngón hả? Bậy còn 5 ngón nè. Nói chuyện với cô không hiểu gì hết trơn á. Mệt ghê á. Uổng công tôi ghê á. Chiều nay tôi qua chở cô đi sớm nha. Dẹp. Mà nay nó đi. Ủa sao vậy? Cô không thích hàng xóm dị nghị. Trời đất ơi, tôi chưa vợ cô chưa chồng mà sợ dị nghị cái gì? Anh không sợ mà tôi sợ. Còn anh không chịu thì thôi khỏi đi. Nếu cô muốn vậy. Sao? Thì vậy đi. Đúng 6 giờ có mặt ở kịch Sài Gòn. Nhớ nha, 6 giờ có mặt ở kịch Sài Gòn á. Kịch gì? Chưa yêu xong hiểu. Ly phê đá em ơi. Chết. Chồng em. Đâu? Sau lưng anh á. Anh đừng có quay lại nhìn. Anh đi về nha.
Tại sao mình lại tin những lời ngọt ngào của anh? Thì ra anh hẹn mình đến để mình chứng kiến anh hạnh phúc như thế nào với người vợ trẻ. Mình đã già mà sao còn khờ quá. Ủa anh, sao chị đó thấy quen quá vậy? Ừ, Mimi, anh mừng là anh không thấy em đi dài. Vậy là anh theo dõi em hả? Ừ. Em ở trong phòng. Bà Kim này. Bác sĩ, tôi có hẹn trước rồi mà ông khó khăn không cho tôi vô. Bà ơi, không phải là tôi không muốn cho bà vô, nhưng mà tôi biết bác sĩ rất bận. Tôi đến đây á chỉ để cho bác sĩ á xem ngực tôi coi có ý kiến sửa như thế nào. Ngực bà vậy đâu cần sửa. Thật ra tôi chỉ... Nhưng tôi rất tin tưởng bác sĩ. Hôm qua tôi nghe giọng của bác sĩ á còn trẻ quá, thật sự không yên tâm. Nhưng hôm nay tôi gặp á, tôi hoàn toàn thay đổi ý kiến. Tôi nhìn bác sĩ thật là điềm đạm và chững chạc, tạo cho tôi cảm giác thật là hoàn toàn tin tưởng đến bác sĩ. Tôi giao phó thân mình cho bác sĩ quyết định. Bác sĩ xem tôi có cần sửa gì thì bác sĩ cứ việc sửa vậy. Bà bình tĩnh chút đi. Đây mới là bác sĩ Tiến. Chào chị, đã đợi cho chị đợi lâu. Wow, bác sĩ trẻ quá. Ủa, vậy ông là ai? Nhìn ông trí thức quá, tôi tưởng là bác sĩ. Tôi là ba bác sĩ Tiến và cũng là một dịch giả. Bà con xa không bằng láng giềng gần nè. Lúc tối lửa tắt đèn nè, là mới biết có nhau nè. Mình là láng giềng, mình là láng giềng, chung sớm vách giường kề bên. Hey! Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt gây mất lòng nhau, gây mất lòng nhau. Ở đời phải biết trước biết sao. Đừng vì lợi ích trước mắt mà quên đi tình nghĩa. Lúc tối lửa tắt đèn, lối sớm cậy nhờ nhau. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Lúc khó khăn hoàn nàng ai đỡ đần chở che. Biết quý mến nhau, chia buồn sớt vui. Nghĩa sớm tình làng nên kính trước nhường sau. Con xa không bằng láng giềng gần nè. Lúc tối lửa tắt đèn nè, là mới biết có nhau nè. Mình là láng giềng chung sớm, vách giường kề bên. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt gây mất lòng nhau. Ở đời phải biết trước biết sau.
đừng vì lợi ích trước mắt mà quên đi tình nghĩa. Lúc tối lửa tắt đèn, lối sớm cậy nhờ nhau. Bà con xa không bằng láng giềng gần, lúc khó khăn hoàn nàng ai đỡ đần chở che. Biết quý mến nhau, chia buồn sớt vui, nghĩa sớm tình lạc.